Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Sài Gòn Xưa Và Nay, kênh tổng hợp chia sẻ những thông tin lịch sử về một Sài Gòn hoa lệ xưa với một thành phố Hồ Chí Minh hiện đại sầm uất này. Và trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một con đường trải dài từ quận 1 đến quận 3, cũng như là tìm hiểu về lịch sử của con đường đó. Và con đường đó mang tên của vị nữ chiến sĩ cách mạng kiên cường Nguyễn Thị Minh Khai. Đường nằm trên địa bàn quận 1 và quận 3, dài khoảng 3.964m, bắt đầu từ cầu Thị Nghè, qua các ngã tư như là Nguyễn Bình Khiêm, Lên Tinh Hoàng, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Baxter, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách Mạng Tháng 8, ngã ba Tôn Thất Tùng, Nguyễn Thượng Hiền, Cống Quỳnh, Cao Thắng và kết thúc tại Công Trường Cộng Hòa. Thời nhà Nguyễn, đường này mang tên là đường Thiện Lý. Sau đó, người Pháp đổi tên là Strategic sau khi có bản đồ quy hoạch ghi số 25. Ngày 1 tháng 2 năm 1865 đặt tên là Chasselur-le-Pape. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 đổi thành đường Hồng Thập Tự vì trên đường có trụ sở Hội Hồng Thập Tự. Năm 1991, Ủy ban Nhân dân thành phố cắt đoạn hiện nay thành đường riêng và đặt tên là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hiện tại mình đang đứng ở trên một cây cầu và bên dưới là một dòng kênh. Thì dòng kênh đó mang tên là Rạch Nhiêu Lộc Thị Nghè và cây cầu này mang tên là Cây Cầu Thị Nghè. Đó là tên của bà Nguyễn Thị Khánh. Và để biết tại sao người ta lại đặt tên cho cây cầu và dòng kênh là tên của bà, cũng như là muốn biết bà là ai thì không cần tìm ở đâu xa. Mình để link ở phía trên này nhé, cũng như là để tìm hiểu về một số tên khác, nguồn gốc tên của Sài Gòn. Con đường Nguyễn Thị Minh Khai trải dài từ quận 1 đến quận 3 và đi qua một số nơi có bề dày lịch sử nổi tiếng như là Thảo Cầm Viên, Dinh Độc Lập và Công viên Tao Đàn. Và ngay chính chỗ này đây, chân cầu Thị Nghè chính là điểm khởi đầu của con đường đó. Tiếp đến chân cầu Thị Nghè là khu vực Thảo Cầm Viên và đây là một lối vào khác. Còn một lối vào nữa là ở cuối đường Lê Duẩn. Thì nếu như quý vị và các bạn muốn tìm hiểu thêm về Thảo Cầm Viên cũng như là con đường mang tên Lê Duẩn thì hãy click vào đường link phía trên nhé. Còn bây giờ mình chỉ đi ngang qua đây thôi, bởi vì còn rất nhiều điều thú vị phía sau Thảo Cầm Viên này. Có nhiều điều thú vị để kể về sự hình thành và phát triển của vườn bách thú trăm năm tuổi này. Thời gian tới, mình sẽ dành riêng một video khác để kể cho các bạn nghe. Góc phố truyền hình này chuyên buôn bán những thiết bị gắn liền với chiếc TV của chúng ta. Nhưng theo dòng chảy phát triển của ngành truyền hình, các mặt hàng ở đây cũng đã thay đổi đi ít nhiều. Góc ngã tư của Đinh Tinh Hoàng và Nguyễn Thị Minh Khai, một bên là trung tâm thể dục thể thao Hoa Lư, là nơi rèn luyện các đội tuyển trẻ năng khiếu thể dục thể thao và cũng là nơi rèn luyện sức khỏe cho người dân trong khu vực. Và còn một bên, các bạn thấy biểu tượng HTV có quen không? Đó chính là đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thì giống như là HTV7, HTV9 mà chúng ta thường hay xem. Với rất nhiều thành công cho nên HTV đã trở thành một đài truyền hình có tầm không chỉ ở Việt Nam mà cả trong khu vực. Và phía sau đây còn điều gì nữa thì mời các bạn đi theo mình. Từ ngã tư của Hai Bà Trưng đi tiếp con đường, chúng ta sẽ đến nút giao của Phạm Ngọc Thạch. Và từ đây các bạn có thể nhìn thấy hồ Con Rùa từ xa. Và đây là nơi có nhiều sự kiện lịch sử, cũng là nơi mà giới trẻ yêu thích để đến vui chơi, ăn uống, tụ tập với bạn bè. Và đặc biệt là những người không cần sự cầu kỳ của hàng quán, mà quan trọng hơn hết là đơn giản và chỉ cần một quán cóc ven đường.
tại góc của Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Thị Minh Khai sẽ có hai địa điểm mà chúng ta cần lưu ý tới. Thứ nhất đó chính là Dinh Độc Lập. Và bên đây chính là mạch thông của Dinh Độc Lập, là một công trình kiến trúc từng là nơi ở và làm việc của chính quyền Sài Gòn chế độ cũ và bây giờ đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Và nơi thứ hai ở đây là một ngôi trường bán công thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng năm 1874 và hoàn tất năm 1877. Dù trải qua hơn một thế kỷ tồn tại nhưng mà kiến trúc ban đầu của ngôi trường này vẫn hầu như là còn nguyên vẹn và được xem là một kiến trúc cổ có lịch sử văn hóa lâu đời và hầu như nét cổ kính vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Và mình muốn nói đến chính là trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Trường được khởi công năm 1874 và hoàn tất năm 1877, giảng dạy từ tiểu học đến tú tài theo chương trình Pháp. Ngày đầu thành lập, trường có tên là Collège Jean. Không lâu sau, được đổi tên thành Collège Jean. Năm 1954, trường tiếp tục đổi tên một lần nữa thành Jean-Jacques Rousseau. Tới năm 1970, trường được giao trả cho người Việt và đổi tên là Trung tâm Giáo dục Lê Quý Đôn, học từ lớp 1 đến lớp 12. Ngày 29 tháng 8 năm 1977, Ủy ban Nhân dân thành phố ký quyết định thành lập trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn. Đến nay với hơn 140 năm tuổi, được chọn là một trong những văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây chắc các bạn còn nhớ chính là Công viên Văn hóa Tàu Đàn, nơi chứa đựng nhiều điều thú vị gắn liền với lịch sử của Sài Gòn xưa và nay. Các bạn có thấy dãy tòa nhà phía bên kia đường không? Chính là Bệnh viện Phụ Sản và cổng chính nằm ở 284 đường Cống Quỳnh phía bên dưới. Với hơn 100 năm làm việc và phát triển thì đây là nơi ra đời của nhiều thế hệ con người ở thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một trong những bệnh viện hàng đầu về hiếm muộn và thụ tinh nhân tạo. Thì theo như mình được biết thì bệnh viện được đặt tên theo bà Từ Dụ, Hoàng Thái Hậu Triều Nguyễn. Bệnh viện ban đầu mang tên Bảo Sanh Viện Đông Dương được xây dựng năm 1937. Nhưng do tình hình chiến tranh, đến năm 1943, bệnh viện mới chính thức hoạt động với khoảng 100 giường bệnh. Năm 1944, bệnh viện được đổi tên thành Việt Nam Bảo Sanh Viện. Đến năm 1946, được đổi tên thành Maternité Georges Bissot. Năm 1948, bệnh viện được mang tên của Thái hậu Triều Nguyễn, Từ Dụ. Tuy nhiên, đọc trạch thành Từ Dụ và được đổi tên thành Bảo Sanh Viện Từ Dụ cho đến năm 1975. Đến ngày 8 tháng 4 năm 2004, bệnh viện được đổi tên thành Bệnh viện Từ Dụ với tổng số giường là 1.000 giường và được sử dụng cho đến ngày nay. Với tất cả những cái tên mà con đường này mang thì có lẽ ấn tượng nhất đối với mình đó chính là Hồng Thập Tự. Với cái tên Hồng Thập Tự có từ đâu thì chắc có lẽ quý vị và các bạn cũng đã rõ rồi. Hiện tại mình đang đứng tại khu vực Hội Hồng Thập Tự xưa và bây giờ là Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Thì đây là nơi tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động phong trào về sức khỏe, hiến máu cứu người, trồng và sử dụng cây thuốc nam và một số các hoạt động liên quan đến sức khỏe khác. Hiện tại Tâm Đỗ đang rải bước trên một con phố và con phố này đã mang cho con đường Nguyễn Thị Minh Khai từ đoạn Cao Thắng đến vòng xoay Cộng Hòa một cái tên không chính thức, đó chính là con đường sách. Con đường sách này xưa kia tấp nập người mua kẻ bán, nhưng bây giờ như các bạn thấy đấy, tất cả các cửa hiệu hầu như đã bị đóng cửa và những cái tiệm sách cũ đó hầu như cũng đã biến mất rồi. Mình nghĩ có hai lý do: thứ nhất là do dịch Covid và thứ hai là do nhu cầu đọc sách cũ không còn cao nữa, cho nên bây giờ ở đây chỉ còn là ký ức của một thời đã xa. Vòng xoay công trường Cộng Hòa, điểm cuối cùng của con đường Nguyễn Thị Minh Khai của chúng ta ngày hôm nay. Thì bản thân những con đường là những dòng chảy mang theo những câu chuyện lịch sử. Nếu như thời gian có trôi qua, tên đường có bị thay đổi đi thì vẫn còn đó những câu chuyện của lịch sử đó. Và
vô. Và hy vọng là qua những trải nghiệm của ngày hôm nay thì quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn về một con đường mang tên một nữ chiến sĩ cách mạng kiên cường, Nguyễn Thị Minh Khai. Và lần cuối cùng, mình là Tâm Đỗ đến từ kênh YouTube Sài Gòn Sao Bành Nay. Nếu thấy hay thì hãy like, share phía bên dưới để ủng hộ cho team tụi mình các bạn nhé. Và đừng quên, video sẽ được post vào 7 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.